Hey, xin chào tất cả mọi người nha. Video này hướng dẫn tất cả một chương trình để góp nhận hai token UTU, một token này đã list trên sàn trước sự quát nha bạn. Để tham gia giá, cảm ơn list phần link mô tả, bấm nút start, bấm chatbot nha bạn. Còn chương trình này góp này n 2.000 người, tất cả bạn lên làm nhanh các bạn. Hai UTU này có khoảng 18 đô ạ. Rồi các bạn bấm join này góp nha bạn. Rồi nhiệm vụ thứ nhất các bạn join kênh group kênh seller nữa. Còn 84 người các bạn, rồi các bạn join vào. Rồi các bạn join tiếp kênh seller các bạn. Một UTU bằng 500 tỷ đấy ta. Giá khá là cao các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên. Rồi follow và request pinbot. Machine và đi tiếp bình luận luôn các bạn. Rồi các bạn chờ anh lót dán một chút xíu nha các bạn. Đây là một kèo rất là ngon. Rồi các bạn theo dõi nha. Rồi các bạn like nha các bạn. Các bạn đi tiếp với bình luận nha các bạn. Good air gấp. Rồi các bạn trả lời nha các bạn. Rồi tự quyết cái nữa luôn đi. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn join kênh seller group này nọ đâu các bạn. Một kênh. Hai kênh, ba kênh để shop các bạn. Các bạn kiểm tra ra cái nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút mít đi tên các bạn. Rồi các bạn chờ bot phản hồi chút xíu nha các bạn. Rồi thằng nào đen quay. Rồi các bạn kiểm tra có join không, các bạn ghi lại username Telegram không các bạn. Cái thằng này thôi chết với tôi. Rồi các bạn ghi tiếp rồi ủi nhanh các bạn nhé các bạn. Còn anh 1133 các bạn vào xuất tiên shop view xin lên Telegram các bạn nha các bạn. Rồi ra cho bot nè. Rồi các bạn cũng điện tiếp tục ủi xin lên Telegram các bạn nha. Submit you to world. Rồi các bạn lấy cái link ủi xin lên các bạn nhé các bạn. MMO của bạn nè. Rồi các bạn mở địa chỉ cho link nha các bạn. Bạn nào không biết tạo gì để lại comment bên dưới mình hướng dẫn các bạn tạo gì nha các bạn. Nếu như tất cả các bạn nào làm airdrop theo mình thì ai cũng có tích chí hết trơn rồi. Rồi các bạn chờ lót chút xíu tất cả các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ nha. Rồi các bạn gặp nó. Con này nó mà dạng là ngon lắm nha các bạn. Rồi các bạn gặp nha các bạn. Rồi các bạn bấm đón nha các bạn. Rồi bấm mã lên xin các bạn để check số căn để kiếm được các bạn. Rồi mình đã nhận được hai tốc căn rồi nè. Các bạn bấm vào invite. Các bạn lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Withdraw 2000 user. Rồi. Tôi sẽ không có các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.